Cách làm sữa ngô ngon sánh miệng bổ dưỡng tại nhà. Sữa ngô là một trong những thức uống được nhiều người yêu thích bởi vị béo ngậy thơm ngon. Hãy tham khảo cách làm sữa ngô ngon nhất dưới đây để thực hiện cho mọi người và các thành viên trong gia đình thưởng thức. Sữa ngô được làm từ nguyên liệu ngô ngọt kết hợp với đường sữa, tạo ra được thành phẩm có màu vàng nhạt, đẹp mắt, hương vị ngọt thanh béo ngậy. Sữa ngô chứa nhiều thành phần dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và bà bầu. Các chất xơ, vitamin, khoáng chất, protein, tinh bột có tác dụng chống oxy hóa, cải thiện làn da và điều hòa khí huyết. Nguyên liệu thì gồm có ngô ngọt làm sữa ngô. Ngô ngọt thì có hai trái bắp nên chọn bắp to còn tươi, còn sữa tươi thì 200 ml, đường cát trắng là 500 g, dụng cụ xay sinh tố ở rây lọc là nồi đun tô lớn. Cách làm sữa ngô ngon nhất tại nhà thì gồm sơ chế nguyên liệu. Ngô thì mua về bóc tách phần lá và rau ngô ra khỏi bắp, lựa chọn phần lá non bên trong rửa sạch rồi bó lại. Cho ngô và vỏ ngô đã sơ chế rửa sạch vào nồi, đổ nước rồi bắt lên bếp để luộc 20-30 phút sau khi ngô chín ra nước ngọt. Chú ý không nên luộc ngô quá lâu sẽ khiến ngô mềm và khó tách hạt. Vớt ngô ra rồi để nguội. Nước luộc rất thơm, có vị ngọt tự nhiên nên chắc ra để riêng. Bạn tách hạt ra khỏi lõi ngô theo hai cách: dùng tay hoặc tách từng hạt, hoặc dùng dao bào lần lượt các lớp ngô đến khi chạm lõi. Thì như mấy bạn biết thì sữa bắp gọi là sữa ngô rất là ngon, các bạn có thể mua về xài ứng dụng. Mình thấy cũng ngon, các bạn cứ mua về xài ứng dụng.